Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa bước qua cái tháng riêng âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn, cái tháng đầu tiên của cái năm mới. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái tử vi của tuần mới. Từ ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, cái tuần đầu tiên của cái tháng 2 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Như quý vị đã biết đấy, mỗi người chúng ta sinh ra thì đều có một cái số mệnh khác nhau, và nó dựa trên cái quy luật vận động của trái đất, dựa đến quy luật vận động của các thiên tinh, mà nó cũng sẽ tạo ra trường khí và ảnh hưởng đến từng con giáp cũng sẽ khác nhau. Từ cái ngày tháng năm sinh và giờ sinh, nó cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến cái vận mệnh của chúng ta trong cái tuần mới này. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi của 12 con giáp trong cái tuần mới, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Con giáp nào sẽ được gặp may mắn, con giáp nào sẽ gặp xui xẻo, và trong tuần này thì quý vị cần phải lưu ý những cái điều gì để có được cái may mắn, tài lộc và có được những cái thành công đến với mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, tuổi đầu tiên chúng ta xét đó là những người tuổi Tý. Như quý vị đã biết ấy, trong cái tuần mới này thì những người tuổi Tý sẽ gặp phải khá nhiều cái khó khăn trên cái phương diện sự nghiệp. Có lẽ do những người tuổi Tý đã quá tự tin và kiêu ngạo nên thường bỏ ngoài tai những cái lời khuyên cũng như là những cái chỉ dẫn của lãnh đạo cũng như của đồng nghiệp, khiến cho mọi người xung quanh ấy, trong thời gian này có ấn tượng không hề tốt với những người tuổi Tý. Ngược lại, nhưng mà về cái phương diện tài lộc ấy, của những người tuổi Tý lại có cái dấu hiệu phát triển cực kỳ khả quan. Đặc biệt là trong cái thời điểm giữa tuần ấy, thì những người làm ăn kinh doanh, những người buôn bán, những người đầu tư ấy, có cái nhìn chính xác về cái tình hình thực tế, chủ động nắm bắt được cái cơ hội có thể kiếm tiền về đầy túi. Bên cạnh đó lại được nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, thì đây cũng là một cái dấu hiệu chứng tỏ cái tuần này là tuần kiếm tiền về bội thu. Tiền bạc, danh tiếng thì cũng sẽ gì nhanh chóng mà có được. Vì thế các bạn không ngại khổ, không ngại khó nhất thời. Đặc biệt là nếu như mà các bạn vẫn còn trẻ thì hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Thêm nữa, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Tý trong tuần này cũng không quá êm đềm, nhưng mà cũng sẽ có những cái dấu hiệu hỏa hoãn đó. Những cái khúc mắc vợ chồng là cái điều khó tránh khỏi. Hai người không nên đặt cái tôi lên quá cao, hãy học cách đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn để mà gì cùng nhau giải quyết những cái khúc mắc. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, tăng cường cái vận nhân duyên, cũng như là gì hóa giải những xung sát thị phi tiểu nhân ác hại. Từ đó công việc sẽ hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Tý. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để được thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Đấy, tuổi Tý nhá, xét về vận trình tiền bạc thì những người tuổi Tý tuy vất vả một chút, gặp nhiều thị phi nhưng mà cũng khá được nhiều cái may mắn nó kéo đến. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Sửu. Như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Sửu có thể gặp phải một vài cái khó khăn trên cái phương diện sự nghiệp trong cái tuần này. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm, sau rồi mọi thứ xung quanh sẽ dần dần gì được thuận lợi, do mọi người cũng đã hiểu được ý định của các bạn và chuyển sang ủng hộ các bạn nhiều hơn, khiến cho mọi việc trong tuần nó tiến triển cũng khá là suôn sẻ, hanh thông. Bên cạnh đó, tình hình tài chính nhìn chung cũng khá ổn định. Thời điểm đầu tuần cũng là những lúc mà những người đi làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản tiền kha khá do được gì tài tinh nó chiếu mệnh. Các bạn cũng nhận được nhiều cái thù lao hoặc là tiền hoa hồng đến từ đối tác hoặc là đến từ đồng nghiệp hoặc là từ những cái hợp đồng có giá trị. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người tuổi Sửu cũng khá là cát lành do được đào hoa tinh nó chiếu mệnh. Nó cho thấy trong thời gian này những người độc thân thì lại có nhân duyên khác giới khá là tốt. Chỉ cần các bạn mong muốn với ai thì cái việc thành đôi với người đó cũng không hề khó khăn. Tuy nhiên, quý vị đừng vì thế mà gì biến mình thành cái người trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ. Trong thời gian này thì với các cặp vợ chồng ấy, các bạn và người ấy đã luôn luôn cố gắng dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Nhờ những lần trò chuyện tâm sự mà hai người có thêm phần thấu hiểu, những cái khúc mắc còn tồn tại trước đó cũng dần dần được giải quyết. Vậy nên
Để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Như vậy những người tuổi Sửu về vận trình công danh sự nghiệp và tiền bạc cũng khá là tốt. Đó, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung trong cái tuần mới từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 âm lịch ấy, thì những người tuổi Dần hãy chú ý đến các mối quan hệ với ban lãnh đạo. Đấy. Nếu mà các bạn hành xử một cách khiêm tốn, nhẹ nhàng, chăm chú lắng nghe lời cấp trên thì cũng dễ được yêu mến, được trao cho những cái cơ hội để phát triển bản thân, phát triển cái công danh sự nghiệp của mình. Còn nếu mà các bạn quá kiêu ngạo, làm việc theo ý của mình ấy, thì cũng rất dễ xảy ra những sai sót. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Dần cũng có dấu hiệu phát triển tích cực trong cái thời gian này. Có lẽ các bạn đã tìm được cái hướng đi đúng đắn cho mình, nên dù phải vất vả ấy, thì đồng tiền cũng dần dần chảy vào túi. Những người tuổi Dần ấy, cũng không phụ lòng những người tin tưởng và giao cái nhiệm vụ cho mình. Tiếc rằng trong chuyện tình cảm của những người tuổi Dần trong thời gian này cũng không được êm đẹp như ý muốn. Các bạn quá nóng nảy nên thường trút những cái cơn tức giận lên những người thân thiết nhất. Quý vị đừng có làm tổn thương đến những người thân của mình nữa. Hãy cư xử một cách cẩn thận. Đấy. Đừng có khiến người khác phải chịu tổn thương hay là gì cảm thấy mất mát. Thì ngoài ra trong khoảng thời gian này thì một vài hung tinh nó cũng chiếu đến, khuyên các bạn cần phải cẩn thận trong cái việc xuất hành. Trước khi rời nhà các bạn nên gì tham khảo những ngày tốt, giờ tốt để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn nhé. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ tư, đó là những người tuổi Mão. Như quý vị đã biết ấy, trong cái khoảng thời gian tuần mới từ ngày 2 tháng 2 âm lịch đến ngày 8 tháng 2 âm lịch thì sự nghiệp của những người tuổi Mão lúc thăng lúc trầm. Đấy. Có thể là do các bạn được cấp trên ưu ái nên là dễ trở thành cái gai trong mắt của những kẻ ghen ăn tức ở. Vì vậy các bạn cần phải thận trọng với những người cố tiếp cận để hãm hại mình. Thêm nữa, tình hình tài chính của những người tuổi Mão cũng có những cái bước tiến khả quan vào cái thời điểm cuối tuần. Những người làm công ăn lương thì hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng. Với những người làm kinh tế thì các bạn sẽ thu được cái lợi nhuận đều đều do là thường xuyên được khách hàng ủng hộ. Bên cạnh đó, trong chuyện tình cảm thì những người tuổi Mão cũng khá là may mắn do được đào hoa tinh nó chiếu mệnh. Nó cho thấy là trong thời gian này thì quý vị có rất nhiều cái nét hấp dẫn riêng. Xung quanh không thiếu người săn đón. Các bạn có thể mở lòng mình và thử nói chuyện với mọi người. Xong, quý vị cũng không nên quá dễ dãi nghe theo những lời ngon tiếng ngọt. Còn với những người đã có đôi có cặp thì dường như là các mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng không được êm đẹp trong khoảng thời gian này. Hai người có thể đang hiểu lầm nhau trong một cái vấn đề nào đó. Nhưng mà nếu mà không ai chịu hạ cái tôi xuống ấy, thì rất khó để hòa hợp được. Vì vậy, để gia tăng cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp thứ tư. Tiếp theo tuổi thứ năm ta xét đó là những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái tuần mới này ấy, thì những người tuổi Thìn cũng có một vài cái khó khăn nó xuất hiện. Đó, nhưng mà ấy, những cái khó khăn đó cũng trở thành một cái động lực để cho những người tuổi Thìn không ngừng vươn lên trong cái khoảng thời gian sau đó. Các bạn đã gì cho rằng những cái thách thức xuất hiện chính là cái thời điểm để mình rèn luyện và chứng tỏ cái năng lực của bản thân. Tình hình tài chính của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng không có nhiều cái biến động. Nếu mà có thời gian rảnh thì các bạn nên học thêm cái kiến thức trong sách vở từ mọi người xung quanh. Có thể các bạn sẽ tìm ra cái hướng đi mới phù hợp hơn với mình. Bên cạnh đó thì một vài cái hung tinh cũng chỉ ra rằng những người tuổi Thìn trong thời gian này dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc kém hiệu quả và khá là vất vả. Các bạn phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, kiệt sức.
Nếu mà thấy có dấu hiệu thì các bạn cần phải gác lại để đi khám chữa bệnh ngay. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người tuổi Thìn trong thời gian này thì có thể coi là một cái điểm sáng. Đấy. Vận trình của bản mệnh thì cũng thể được thuận lợi. Nói chung ấy, những người tuổi Thìn thì luôn nhận được cái sự quan tâm thấu hiểu từ những người thân. Nhờ có người thân mà các bạn có thêm động lực để hướng đến những cái đích tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Có lẽ là trong cái tuần này thì những người tuổi Thìn lãi mỗi tình cảm thôi đúng không ạ? Và để gia tăng thêm cái may mắn, tăng cường cái tài lộc thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp thứ 5. Tiếp theo, con giáp thứ 6 trong tuần này chúng ta xét đó là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, trong cái tuần này từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 âm lịch ấy, thì những người tuổi Tỵ học được cách bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh và tập trung vào cái nhiệm vụ của mình. Nhờ vậy mà các bạn đã gặt hái được nhiều cái thành công lớn trong cái sự nghiệp, khiến cho lãnh đạo đánh giá cao và dành cho nhiều cái cơ hội được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển vượt bậc vào cái thời điểm cuối tuần. Nói chung ấy, các bạn càng làm việc chăm chỉ thì nói chung cái chuyện làm ăn kinh doanh thì cũng sẽ có được một khoản kha khá. Công sức lao động của các bạn cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Thêm vào đó, cái sự xuất hiện của những cái cát tinh nó là một cái lời cổ vũ cho bản mệnh trong cái tuần này. Đặc biệt là với những người trẻ tuổi, chỉ cần các bạn quyết tâm làm việc thì không có việc gì làm khó được các bạn. Thậm chí là các bạn sẽ tìm được những cơ hội để chuyển bại thành thắng. Bên cạnh đó, về cái phương diện tình cảm của những người tuổi Tỵ thì có lúc thăng lúc trầm. Các bạn cần dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng có đưa ra những cái ý kiến áp đặt với đối phương, sẽ khiến cho đối phương cảm thấy là ngột ngạt. Quý vị hãy thử gì? Đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ thì sẽ gì? Khiến cho mối quan hệ nó là gần gũi hơn. Vậy nên để bảo vệ hạnh phúc và tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp thứ 6. Tiếp theo, con giáp thứ 7 chúng ta xét đó là những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, nói chung cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Ngọ trong tuần này thì khá là bình ổn đấy, và có chiều hướng gia tăng. Các bạn đã được lãnh đạo quan tâm và truyền cho những cái kinh nghiệm quý giá. Vì vậy, quý vị hãy chú ý học hỏi, lắng nghe để tiếp thu thêm nhiều cái kiến thức giúp cho cái sự nghiệp của mình trong tương lai. Nói chung ấy, cái tuần này cũng là cái thời điểm để người làm ăn kinh doanh ký kết hợp đồng, gặp gỡ đối tác. Đôi bên thì có nhiều cái quan điểm phù hợp nên là sẽ hợp tác ăn ý, kiếm được một khoản lợi nhuận nhiều hơn rất nhiều so với dự kiến. Tuy nhiên, nói chung ấy, trong tuần này thì cũng có một vài cái hung tinh nó chiếu mệnh. Nó mang lại cái điểm báo các bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân yêu. Các bạn cần phải tập trung chú ý khi mà tham gia giao thông cũng như là lao động chân tay để đề phòng những cái sự cố đáng tiếc, đồng thời cũng không nên làm việc quá sức. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Ngọ thì nhìn chung ấy cũng chưa có nhiều cái biến động. Những người độc thân thì nên chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận với những người mình thầm mến, thầm thương trộm nhớ. Hãy để đối phương nhận thấy cái sự chân thành cũng như là cái sự quan tâm của bạn, rồi người ấy cũng sẽ rung động. Đó. Vì thế, để bảo vệ cái tình yêu của mình cũng như là để bảo vệ cái tài sản của mình ấy, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp thứ 7. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ 8, đó là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi có thể phải chịu cạnh tranh khá là gay gắt đến từ đồng nghiệp hoặc là đối thủ. Song cũng như vậy mà các bạn làm việc với cái thái độ là tích cực hơn. Công việc hoàn thành nhanh chóng và tốt đẹp khiến cho lãnh đạo đánh giá các bạn khá là cao. Những người làm ăn thì duy trì được cái phong độ của mình và giành được lòng tin từ khách hàng. Nếu mà điều kiện cho phép, các bạn có thể cân nhắc mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn của mình. Dù hơi vất vả một chút, nhưng mà cái tiền bạc nó đổ về cũng xứng đáng với cái công sức mà các bạn bỏ ra. Trong thời gian này thì cũng được nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, nó cũng sẽ mang tới những cái may mắn giúp cho những người
những người tuổi Mùi hóa giải được nhiều cái nguy cơ trong tuần này. Thậm chí thách thức nó bất ngờ xuất hiện, nó cũng là cái cơ hội để các bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Vì thế, dù gặp phải chuyện gì thì cũng đừng có đầu hàng trước nghịch cảnh. Thêm nữa, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng khá là bình ổn. Những người đã có gia đình thì nên sắp xếp thời gian để ở bên nhau, ở bên người thân nhiều hơn. Nếu mà gặp phải vấn đề gì mà vượt quá khả năng giải quyết thì cũng đừng ngại trao đổi với mọi người thân trong gia đình hoặc là với đồng nghiệp để nhận được cái sự tư vấn đó. Vậy nên là gì? Đây sẽ là con giáp may mắn thứ 3. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta xếp tuổi thứ 9, đó là những người tuổi thân. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái tuần mới thì những người tuổi thân hãy mạnh dạn làm những cái gì mà mình cho là đúng đấy, và dùng cái thành quả thực tế để chứng minh cái bản thân. Các bạn không nên nản lòng khi mà gặp phải những khó khăn hoặc là nghe lời bàn lùi từ mọi người xung quanh. Bên cạnh đó thì tình hình tài chính của những người tuổi thân trong cái tuần mới này, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 cũng thì có rất nhiều cái khởi sắc. Tóm lại là quý vị chỉ cần biết nắm bắt lấy cái cơ hội là có thể có được cái thành công. Và trong thời gian này các bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại những cái gì mà mình đã làm. Nếu mà có gì chưa chính xác thì cần thay đổi ngay. Có như vậy thì mới không lâm vào cái bế tắc và sẽ giúp cho quý vị có được những bước đi đúng đắn, thu về được tiền bạc, tài lộc nhiều hơn. Thêm nữa là trong thời gian này thì cũng có nhiều cái hung tinh nó đeo bám. Nó cho thấy xuất hiện những cái dấu hiệu chứng tỏ các bạn có những cái khoản chi khá là nhiều. Có thể là do các hoạt động xã giao hoặc là mua sắm, hoặc là mua nhà, mua xe v.v. Vì vậy các bạn hãy luôn cân nhắc chi tiêu một cách hợp lý, đừng có đẩy mình vào cái tình trạng là cháy túi. Thêm nữa, trong thời gian này thì những gia chủ tuổi thân ấy cũng sẽ phải đối diện với những cái đổ vỡ, tổn thương trên cái phương diện tình cảm. Những cái khúc mắc lâu ngày không được giải quyết khiến cho gì hai người ngày càng một xa nhau nhiều hơn. Thậm chí cả hai còn nghĩ đến cái việc là dừng lại. Vậy nên quý vị hãy cân nhắc một cách cẩn thận, đừng có để tương lai phải hối hận nhé. Nói chung ấy, những người tuổi thân nó xét được vận trình công việc và tiền bạc thì cũng khá là may mắn. Chỉ có tình cảm hơi chắc chắn một chút thôi đúng không ạ? Đây là con giáp may mắn thứ 4. Và để gia tăng thêm cái may mắn cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó. Tiếp theo, con giáp thứ 10 chúng ta xét đúng không ạ? Đó là chính là những người tuổi Dậu. Trong cái tuần mới này thì những người tuổi Dậu nên học cách nhìn nhận vấn đề trên nhiều cái khía cạnh khác nhau. Quý vị đừng có khăng khăng với những cái quan điểm ban đầu của mình. Nếu có ai đó góp ý thì các bạn cũng nên chú ý lắng nghe. Có thể các bạn sẽ tránh được rất nhiều cái rắc rối không đáng có tương tự trong tương lai. Bên cạnh đó, cái chuyện làm ăn kinh doanh của những người tuổi Dậu thì nhìn chung cũng chưa có nhiều cái biến chuyển. Con giáp này nên tìm ra cái hướng đi mới cho mình, bởi cái lối mòn từ trước đến nay đã không đem lại cho các bạn những cái lợi nhuận như trước nữa. Các bạn cũng đang dậm chân tại chỗ so với đối thủ. Thêm nữa, lại xuất hiện của một vài cái hung tinh, nó cũng gì khuyên các bạn là làm gì cũng cần phải cẩn thận, có chừng có mực. Nhất là với cái chuyện chi tiêu, nếu không ấy, thì dù có dùng dình đến mấy, dần dần các bạn cũng sẽ rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí là gì phải đi vay mượn những người xung quanh. Về mặt tình cảm thì những người độc thân cũng nên tỉnh táo hơn trước khi mà bước chân vào một cái mối tình nào đó. Đừng nên nghe theo lời ngon tiếng ngọt của người khác, hãy quan sát cái hành động của đối phương để nhận ra người ấy có thật lòng với mình hay không. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Tiếp theo, tuổi thứ 11 chúng ta xét đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, trong cái tuần mới này, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 2 âm lịch ý, thì những người tuổi Tuất cần phải vững vàng với cái định hướng của mình, không nên nhụt chí khi mà nghe theo cái lời bàn tán, tán ra tán vào của người khác. Các bạn nên biết rằng chỉ có các bạn mới hiểu rõ mình cần phải làm gì và cái khả năng của mình đến đâu. Lời người ngoài chỉ có thể mang tính chất tham khảo. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng chưa có cái gì tiến triển. Đấy.
Nói chung ấy, các bạn cũng không nên vội vàng đưa ra những quyết định làm ăn kinh doanh, kẻo lại rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo lúc nào không hay. Trước khi mà đưa ra những quyết định thì các bạn cũng nên kiểm chứng những thông tin một cách thật kỹ càng nhé. Thêm nữa, trong tuần này thì cũng có một vài cái hung tinh khuyên các bạn phải chú ý đến cái tình hình sức khỏe của mình, không nên dành quá nhiều thời gian cho các cuộc vui chơi hay là dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện cái thể lực và sinh hoạt điều độ, ngủ, ăn có giờ có giấc, đừng có phung phí cái sức khỏe của mình nữa. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người tuổi Tuất lại đem đến cho các bạn nhiều cái niềm vui. Có thể các bạn sẽ nhận được những lời bày tỏ của những người mình có thiện cảm trong cái tuần này. Quý vị hãy thử cho đôi bên một cơ hội để mở ra những cái trang mới của cuộc sống của mình nhé. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc, tăng cường nhân duyên và gia tăng cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, như vậy những người tuổi Tuất thì trong tuần này cũng lãi mỗi cái tình cảm thôi đúng không ạ? Còn tiền bạc, công danh sự nghiệp thì nó cũng ở mức trung bình. Tiếp theo, con giáp cuối cùng chúng ta xét đó là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, những người tuổi Hợi có thể được lãnh đạo giao cho những cái nhiệm vụ trọng đại trong cái tuần này. Quá trình thực hiện thì bản mệnh sẽ gặp phải những khó khăn. Song các bạn đừng vì thế mà cảm thấy chán nản hay là tự ti. Các bạn vốn là những người có tài, chỉ cần cố gắng một chút thì dần dần sẽ tìm ra cái cách giải quyết và có được cái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng khá là ổn định, chủ yếu là bình ổn. Các bạn hài lòng với những cái gì mình đang có nên là tiếp tục duy trì cái thể trạng hiện tại. Nếu có thời gian rảnh thì các bạn cũng nên học thêm những cái kiến thức và những cách thức làm ăn mới. Đừng có ngại vất vả, tương lai của các bạn cũng có lúc để áp dụng cái kiến thức đó vào. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm của những người tuổi Hợi thì được cát tinh nó chiếu mệnh, nó giúp cho nhân duyên của những người tuổi Hợi khá là được khởi sắc. Song nếu muốn tìm được cái người phù hợp thì các bạn cần phải có những cái đánh giá một cách chính xác. Hãy quan sát hành động của đối phương chứ đừng chỉ tin vào những lời ngon tiếng ngọt. Trong thời gian này thì với những người đã lập gia đình, các bạn cũng không nên nóng nảy và nghiêm trọng hóa cái vấn đề lên. Hãy nhìn nhận những cái mâu thuẫn vợ chồng dưới cái góc độ tích cực. Chỉ cần hai người đồng lòng giải quyết thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua được. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp cuối cùng. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy trong 12 con giáp thì ngoài tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Thân thì chúng ta thấy của những người tuổi Dần ấy, những người tuổi Dần và những người tuổi Mão cũng là những con giáp khá là may mắn về vận trình về tiền bạc ấy. Đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của 12 con giáp trong cái tuần mới từ ngày mùng 2 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch. Và trong cái tuần mới này, trong 7 ngày tới đây ấy, thì chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Một số người thì may mắn hơn, ngồi không cũng có tiền. Đó là những tuổi sau: 1 tuổi Tý, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Thân, 5 tuổi Dần, 6 tuổi Mão. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho. Một số người may mắn, ngồi không cũng có tiền. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.